nì phao nha mày, ui nì phao đạp chưa, ui quay, nì phao đạp chưa, chết luôn. Hello, xin chào các anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Lại trời nắng này anh em ơi. Đấy, quan trọng của các bác này là trời nắng. Hai anh em đi câu đây. Từ cái chủ nhật vừa rồi đi bong với 4 con liền, uống con hôm nay đánh lục 4 con liền nó bong mất. Nên cũng chưa ra video được. Hiện nay anh em thủ nhau câu trời nắng đẹp quá anh em ạ. Nắng ấm. Mặc dù có lạnh nhưng mà nắng ấm. Thì nay đi thằng em. Đó. Này nó sắm được một bộ gọi là mồi rất là chuẩn để câu rô phi này. Này em lấy câu rô phi thôi. Cái lạnh này thì cá to cá chép thì nó cày nó không ăn đâu. Nên là đợi nào trời mấm trong khoảng 2-3 ngày nữa trời nắng ấm thì em đi đánh lục. Hôm nọ đánh được quả lục trời mới lạnh mà 4 con liền các bạn. Bỏng phí quá. Bây giờ đã cần để đi săn bắt ít rô phi nào. Đó. Này đánh đơn nó có bao câu hỏi quả phao gì em cũng không biết quả phao này nó mua ở đâu. Hôm nay em nhờ cái thằng em đây để nó mua hộ cho chứ em cũng không mua được quả này nhá. Quả phao này đẹp luôn đấy, em thấy quay rất là đẹp, rất là ưng ý mà em không mua được đấy, nhờ nó đi mua mấy ngày mới được cho. Đấy, ở chỉ chỗ không nhớ, mình cũng không mò được cái loại này. Simulo 6H dòng phi phê lắm anh em ạ, giật phát bay phát lên bờ luôn. Ok, bây giờ ra cần này đóng cá anh em nhé. Run béo bự luôn các bác ạ. Thằng này công nhận là này nào món run to đẹp ấy, ngon. Làm bữa sau. Bữa sau run này. Nói chung là cứ dùng run cách tiết kiệm anh em nhé. Nó không có nhiều, run giờ khó kiếm không có nhiều nên câu tiết kiệm. Chứ ngày xưa nhé, ngày xưa bọn em đi câu về cứ nick cả con. Mà đa phần là nick cả con thì lúc nào cũng được cá to. Đôi khi to thì nó hay ăn cả con run. Đầu có loại bé bé nên ăn ăn tỉa tỉa thôi. Nói chung là chỗ này cũng ít cá to nên là mình cứ phải cô ít thôi. Rồi ra cần nào rồi, anh em cùng phát xem là sao lên con hàng đầu tiên sẽ có thưởng này. Đấy, hàng nào lên con hàng đầu tiên này. Cá to này. Bá xong cây bá dồn. Bá bảo lại thì xuống bà. Nhưng ngày xưa còn bé bé cơ buồn cười. Hồi em mới còn học lớp 4 thôi. Nhưng mà cần em nhẹ, cần em là che ấy. Cái che vàng vàng gì ấy. Che bao giờ nó đặc nó cũng nặng. Nó nhỏ nhỏ tầm này thôi. Cắn đấy. Đến cái đít của nó là tầm ngón út của em thôi. Gió này này đổ phao. Cá thì phao anh xem mà. Đi cầu phao anh nhìn phao nó thề sướng như. Ui, thế là trượt. À, lại đánh con. Lại đánh con anh em ạ. Thiếu ạ. Đã mà ăn con nha. Tầm này chắc được rồi. Vừa. Tầm lại đứng phải. Con này nó chưa rẻ nát một tí mồi của em nào luôn. Ừ. Điểm đầu tiết tiền được chưa ta? Rồi con này ổn đấy, nhưng mà không nhìn thấy phao. Không nhìn phao. Em không nhìn thấy, không đây, nhìn thấy cái lá. Cho lá nó chai. Đó, có ăn. Ôi. Mới khai trương được con ngón tay hỏng. Hay chạy về lấy đồ đấy. Ui giờ mà chạy về mày thôi. Nếu mà sai lầm đi câu không ăn mồi ủ đấy các bạn. Kể đó có một nắm mà em thả ở đây dụ nó vào thì câu hay này. Quên mất. Để đi cũng vội này. Đi hơi muộn. Tầm mày anh thấy cắn hả? Chứ mà có một ít mồi thính này bọn này nó tụ vào thì tí giật mói tay luôn. Không muốn giật nữa. Nhưng mà mồi thính mà cắm gì sao cái cắm nhiều cái chấu ấy đấy. Đấy cắm đấy phải có cắm gọi cắm gạo cho ủ ấy. Ừ, có là cắm gạo nữa đấy. Cắm đấy nữa xong rồi là quýt nhưng vẫn không có cốt gà đấy, có cắm gà bóp nó nhịn tay là chỉ có cắm ngô này cái cắm gạo ấy đấy. Cắm xay xay đấy con của mày vừa đi phao kìa đấy con này đi phao khả năng chết em ạ. Chưa. Đấy đóng ngay. À con này to này.
con này nó cái con khỉ. Giếc 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 các bạn ạ. Giếc 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 giếc. Ui con giếc này. Béo nhỉ? Béo gì béo thật, nhưng mà cái này không biết giật kiểu gì mù cả mắt này. Móc mắt à? Giật còn ác quá, móc khỏi mắt. Đâu em giật quả đấy nhẹ đấy, nếu giật quả căng. Con này móc từ ngoài móc vào. Móc từ ngoài móc vào. Nếu giật quả căng nữa là toi. Toi luôn, đứt. Đợt ngày xưa em giật con giếc. Cũng đẹp đấy. Đợt ngày xưa em giật con giếc ui chắc đấy. Chắc, thấy không có nhà bị ui đợt. Giếc béo, nên trời lạnh câu hay cá giếc anh em. Con thứ hai cho rõ quá nhá. Con giếc. Con nhiều có trứng đấy. Không, con này không có trứng. Rất quá nhẹ vậy mà. Còn đấy em chưa hết lực. Đi đi phao. Còn đấy em chưa hết lực. Nếu hết lực thì cắn một lần. Đậu. Thôi xong. Đóng. Ở đấy. Lại giếc. Tục phi, tục phi, tục phi. Còn lại giếc. Đi phao là còn phi nữa anh em. Con này thì nói chung là rục phi nó hơi bé nhỉ. Đắn giò nắn được đấy. Loại này chỉ đắn giò nắn thôi. Không sao, có con đút vào giò lấy may là được các bạn. Ôi xa. Quế to chưa, run nhảy to đã man chưa. Em cuốc cả vườn đấy. Cuốc con này cuốc vườn, con này chỉ nó hay ở đất thịt này anh em này. Đạp nhá, này, run này câu sướng này. Ở nên nát lên nát quá xa. To này to thế. Ui. Còn con to còn, như con chà bá nữa cơ. Còn này mà có thật sự các bác mà đi câu sông hay là câu nói chung là câu sông mà đi câu ngầm đấy, dù nay mà cầu nó dễ nó quẫy cầu sướng thôi rồi. Ủa nó dậy ác á. Nắm rớt, con này nắm rớt tành lắm. Tô phi là nó khoái ăn món này nhất, chê cũng khoái ăn mà chê chỉ câu đêm. Nói chung là có loại này câu tô phi là gọi câu dù nó hơi bẩn đấy. Móc này cá nó khập rồi pha này đạp. Trong mồm nó to quá nữa mình phải bán rồi. Lưỡi không chạm mồm. Câu cá to quá lưỡi không chạm mồm nhá. Tại em hả? Cứ chuẩn bị. Mà sớm quá cá không có ăn đâu, nó lạnh không ăn đâu. Đây rồi. Úi giời. Úi giời. Đẹp 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 đẹp. Úi giời. Được đấy. Đẹp đẹp anh em ơi. Rồi rồi. Mà ai mới được thềm chú các bác này. Cá to cắn. Úi giời. Trời lắm. Khỏe. Úi khỏe dậy. Úi giời. Rồi hết này. Rồi không sao. Khỏe quá dậy. Rồi là lại được thêm anh em. Thêm chú nữa các bác nhá. Chờ mãi lẫy giờ. Cá rô phi cầu phê hẳn. Đó, 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 đó. Qua đây. Đóng rồi. Ui đóng đóng đóng. Đóng rồi. Đang định nhấc lên giò cần. Đóng luôn. Ôi giời. Ôi đồ phi hồng các bác này. Con này nó chiêu người em đang nhấc nhấc mi giò cần cái mà nó dính luôn. Ui to thế. Đúng mép luôn. Đúng mép luôn. Đúng mép cơ xương. Con này nó đang ăn lúc mình nhấc lên đang định kéo phao ra bên kia.
Thế đấy. Gà rất nhẹ nhàng rồi. Rất nhẹ nhàng mới đóng luôn. Ui giời, anh em mình phê chưa? Đồ phí, câu đồ phí này mới sướng chứ. Mới rồi. Con này là số đen. Số đen quá, em đang quyết định do là cần kéo phao kia đọc đóng luôn nó. Đấy. À, được em đẹp nó cho vào. Cho vào rõ. Ô anh đi nhờ. Được em đẹp cho rõ bác này. Đấy, câu cá đồ phí này sướng. Ôi giời. Vào. Đẹp. Đẹp luôn. Đồ phí câu run cũng hay, nó tổn hấp bẩn. Tanh giống này, tanh kinh khủng. Đáp bản còn tanh. Ủa gió mát thế. Gió mát cá lên đèo đi. Luôn. Lại một em sinh tươi lên bờ. Tỏ đấy, con này bự đấy. Con này bự. Càng dễ là càng đắng. Càng sâu thế. Một tích mổ. Ui dồi. Quả. Mảnh nơi này nó có ngạnh sâu này. Đóng vào khó gỡ. Ok. Yên còn ra. Đó, ra rồi anh em. Mứt 10. Wow, chúa. Rô phi hồng. Rô phi hồng ngon chưa bác này? Đẹp chưa? Con này tươi, nhìn giống tươi thật đấy. Cầm cái kìm gỡ cho nó đỡ bàn tay này. Cái bọn này mồm nó sâu hết, mới nó cứ móc lưỡi bên trong không gỡ ra được. Ngày xưa mà đi câu mà có một cái lưỡi một cần một phao mà mắc như thế này không gỡ ra được thì chỉ đi về. Đẩy lưỡi ra. Mắc một tí thịt khổ thế nhỉ. Rách mất cả mình miếng thịt này nhỉ. Ok, lại hàng nữa vào rõ nhá. Rõ. Nó làm cả con run. Cả con bắt cá to đây. Run to bắt cá to. Đi rồi. Con này to này to.
Bỡ. Ôi, con này bự chưa anh em ơi. Ui, rõ màn chưa, to chưa. Chào bá luôn. Con này to hẳn rồi đấy. Đây, con chào bá luôn này, thấy chưa. Ây à. Con này khôn hết nhỉ. Không dương cái này ra để mình cài vào. Gãy. Quá đẹp. Ướn tay con này sợ vào. Nó dễ vào đánh vào tay. To này rồi các bác này. Chả bá luôn. Quá đã. Trời lắm này. Cái lưỡi của em đấy. Cái ngạnh nó sâu ấy. Là gỡ khó. Thấy nó móc ra nó không ra ngạnh nóng sâu á. Sợ thật đấy. Dạ em chúng tôi. Ôi, con này bự anh em. Bàn tay to này cơ mà. Đúng bằng bàn tay. Này phải năm lạng cũng mà rõ. Năm lạng cũng mà rõ chúng tôi. Lạng cũng mà rõ chúng tôi. Nì phao nha mày. Ui nì phao đạp chưa. Ui con này phao đạp chưa, chết luôn. Ui này con này. Ui này con nì phao quả đạp thế. Ui đóng vào nì phao đạp. Ui chật rồi. Ui được bắt nó xí thế. Ui nó đóng một tí vào miệng chấm rồi các bạn. Lát từ một dùn này. Phí quá. Lại phải chơi hàng dùn mới à. Nghỉ quả đạp thế mà.